Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Như các anh chị đã biết, đầu tư là một lĩnh vực ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm bởi tiềm năng sinh lời to lớn và khả năng giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính. Tuy nhiên, để đầu tư thành công, chúng ta cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Series đọc sách cùng AZFIN ra đời với mong muốn giúp các anh chị có thêm nguồn tài liệu bổ ích để trau dồi và học hỏi kiến thức về tài chính và đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích giúp các bạn lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường là một tác phẩm kinh điển về đầu tư được viết bởi Philip Fisher, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ. Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1958, cuốn sách đã nhanh chóng trở thành cẩm nang gối đầu giường cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới và được đánh giá là một trong những cuốn sách đầu tư hay nhất mọi thời đại. Phần 1 Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Phần 1 của cuốn sách cung cấp những nguyên tắc cơ bản và chiến lược quan trọng để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng. Trong video hôm nay, AZFIN sẽ tóm tắt và phân tích chi tiết phần 1 của cuốn sách, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về triết lý đầu tư của Fisher. Thứ nhất, những manh mối từ quá khứ. Fisher bắt đầu cuốn sách bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ quá khứ. Ông cho rằng những nhà đầu tư thành công nhất luôn rút ra được những bài học từ những sai lầm của mình và của người khác. Trong chương này, Fisher đề cập đến việc quan sát các xu hướng lịch sử và áp dụng những bài học đó vào việc đầu tư hiện tại. Ông nêu rõ rằng trong quá khứ, nhiều nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách đặt cược vào các chu kỳ kinh doanh. Tuy nhiên, Fisher khuyên rằng thay vì cố gắng dự đoán các chu kỳ, nhà đầu tư nên tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng bền vững và nắm giữ cổ phiếu của những công ty này trong thời gian dài. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn mang lại lợi nhuận cao hơn. Thứ hai, sức mạnh của phương pháp lời đồn đại. Phương pháp lời đồn đại là một trong những đóng góp nổi bật của Fisher cho lĩnh vực đầu tư. Theo ông, thông tin từ các nguồn tin cậy như đối thủ cạnh tranh, khách hàng và các nhân viên cũ có giá trị lớn trong việc đánh giá một công ty. Fisher cho rằng những nguồn tin này cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tình hình thực tế của công ty so với các báo cáo tài chính công khai. Ông khuyến khích nhà đầu tư nên tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn đa chiều. Ví dụ, đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của công ty mục tiêu, trong khi khách hàng và nhà cung cấp có thể đưa ra đánh giá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty đó. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. Thứ ba, nên mua gì? Trong phần này, Fisher cung cấp một danh sách 15 tiêu chí cần xem xét khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Ông nhấn mạnh vào các yếu tố như sự phát triển sản phẩm, chất lượng quản lý và khả năng sinh lời dài hạn. Các tiêu chí này giúp nhà đầu tư đánh giá một công ty một cách toàn diện và xác định liệu công ty đó có tiềm năng tăng trưởng hay không. Tiêu chí 1. Sản phẩm và dịch vụ có đủ tiềm năng thị trường. Công ty phải có những sản phẩm và dịch vụ có tiềm năng thị trường đủ lớn để tăng doanh thu ít nhất trong vài năm tới. Điều này đảm bảo công ty có thể tiếp tục tăng trưởng và không bị bão hòa trong một thị trường nhỏ. Tiềm năng thị trường cần được đánh giá dựa trên quy mô thị trường hiện tại, tốc độ tăng trưởng và nhu cầu tiêu dùng. Tiêu chí 2. Khả năng quản lý. Ban quản lý công ty cần có năng lực và cam kết phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện có. Sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn của ban quản lý là yếu tố quan trọng để đảm bảo công ty phát triển bền vững. Đánh giá ban quản lý dựa trên kinh nghiệm, thành tích và khả năng định hướng công ty trong môi trường cạnh tranh. Tiêu chí 3. Hiệu quả nghiên cứu và phát triển R&D. Công ty phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện có. Fisher nhấn mạnh rằng R&D là chìa khóa để công ty duy trì khả năng cạnh tranh và tăng trưởng. Hiệu quả R&D được đánh giá qua các sản phẩm mới ra đời, cải tiến công nghệ và khả năng thương mại hóa các phát minh. Tiêu chí 4. Biên lợi nhuận cao. Công ty phải có biên lợi nhuận đủ cao để trang trải chi phí và tạo ra lợi nhuận. Biên lợi nhuận cao thường đồng nghĩa với khả năng tăng trưởng bền vững và sức cạnh tranh mạnh mẽ. Biên lợi nhuận cần được theo dõi qua các báo cáo tài chính, so sánh với các đối thủ trong ngành để đánh giá hiệu quả hoạt động. Tiêu chí 5. Hiệu quả bán hàng. Công ty phải có đội ngũ bán hàng giỏi và hệ thống phân phối hiệu quả để đưa sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng. Fisher cho rằng bán hàng hiệu quả là một yếu tố quan trọng giúp công ty tăng trưởng và cạnh tranh. Hiệu quả bán hàng có thể được đánh giá qua doanh số, tỷ lệ chuyển đổi và khả năng mở rộng thị trường. Tiêu chí 6. Lợi nhuận từ sản phẩm nòng cốt. Công ty cần có khả năng sinh lợi từ nhóm sản phẩm nòng cốt sao cho biên lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận đủ để trang trải các khoản chi phí điều hành và phụ phí. Các sản phẩm nòng cốt là những sản phẩm chủ lực mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty. Tiêu chí 7. Khả năng phát triển bền vững. Công ty phải có kế hoạch cụ thể và thực tiễn nhằm duy trì và cải thiện khả năng gia tăng lợi nhuận, sự thỏa mãn, lòng trung thành và năng suất của người lao động ở mọi vị trí khác nhau trong tương lai. Điều này bao gồm các chính sách phát triển nhân sự, đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất. Tiêu chí 8. Kiểm soát chi phí. Công ty cần kiểm soát chi phí một cách chặt chẽ
Điều này bao gồm việc quản lý hiệu quả các chi phí điều hành và sản xuất để duy trì lợi nhuận cao. Kiểm soát chi phí giúp công ty duy trì sự cạnh tranh và tăng trưởng bền vững. Tiêu chí 9. Khả năng cạnh tranh. Công ty phải có một số khía cạnh đặc trưng cho phép nó vượt trội hơn so với các công ty cùng lĩnh vực. Sự khác biệt này có thể là sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh độc đáo. Khả năng cạnh tranh còn thể hiện qua vị thế thương hiệu, chất lượng sản phẩm và sự đổi mới. Tiêu chí 10. Khả năng thu hút nhân tài. Công ty cần có khả năng thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu trong ngành. Nhân sự giỏi là yếu tố quyết định giúp công ty phát triển và đổi mới. Đánh giá khả năng thu hút nhân tài dựa trên chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tiêu chí 11. Khả năng tài chính vững mạnh. Công ty phải có khả năng tài chính vững mạnh, bao gồm khả năng vay vốn và quản lý nợ hiệu quả. Điều này giúp công ty có thể mở rộng và đầu tư vào các dự án mới. Khả năng tài chính vững mạnh được thể hiện qua bảng cân đối kế toán, dòng tiền và khả năng thanh khoản. Tiêu chí 12. Kế hoạch phát triển dài hạn. Công ty cần có một kế hoạch phát triển dài hạn, rõ ràng và thực tiễn. Kế hoạch này phải bao gồm các mục tiêu cụ thể và cách thức để đạt được chúng. Kế hoạch dài hạn giúp định hướng công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững. Tiêu chí 13. Khả năng thích ứng với thay đổi. Công ty cần có khả năng thích ứng với những thay đổi trong thị trường và ngành công nghiệp. Sự linh hoạt và khả năng đổi mới là yếu tố quan trọng để duy trì sự cạnh tranh. Đánh giá khả năng thích ứng dựa trên các chiến lược đổi mới, sự phản ứng nhanh với biến động thị trường và khả năng điều chỉnh chiến lược. Tiêu chí 14. Độ minh bạch và quản trị công ty. Công ty phải có hệ thống quản trị minh bạch và liêm khiết. Sự minh bạch giúp xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và các bên liên quan, đánh giá qua báo cáo tài chính, quy trình quản trị và sự tuân thủ các quy định pháp luật. Tiêu chí 15. Khả năng tăng trưởng lợi nhuận. Cuối cùng, công ty cần có khả năng tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn. Điều này đảm bảo rằng công ty không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Khả năng tăng trưởng lợi nhuận được đánh giá qua xu hướng lợi nhuận, chiến lược kinh doanh và sự mở rộng thị trường. 15 tiêu chí này của Philip Fisher giúp nhà đầu tư lựa chọn được các cổ phiếu của những công ty có giá trị thật sự, mang lại lợi nhuận cao và bền vững. Fisher khuyến khích nhà đầu tư áp dụng các tiêu chí này kết hợp với phương pháp lời đồn đại để có cái nhìn toàn diện và chính xác về công ty. Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng được trong quá khứ mà còn phù hợp với môi trường đầu tư hiện đại, giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận phi thường từ những cổ phiếu thường. Thứ tư, thời điểm mua vào. Xác định thời điểm mua cổ phiếu là một nghệ thuật mà Fisher đặc biệt chú trọng. Trong chương này, ông phân tích các điều kiện thị trường và các dấu hiệu cho thấy một công ty đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Fisher khuyến khích nhà đầu tư mua cổ phiếu khi công ty bắt đầu thể hiện tiềm năng tăng trưởng nhưng vẫn chưa được thị trường đánh giá đúng mức. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc mua cổ phiếu vào thời điểm giá thấp không quan trọng bằng việc mua cổ phiếu của một công ty có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nhà đầu tư nên tập trung vào chất lượng của công ty và các yếu tố cơ bản thay vì chỉ chú trọng vào giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thứ năm, thời điểm bán ra. Fisher không chỉ dừng lại ở việc chọn điểm mua cổ phiếu mà còn chỉ rõ khi nào nên bán ra để tối ưu hóa lợi nhuận. Ông khuyến cáo nhà đầu tư nên bán cổ phiếu khi công ty không còn đáp ứng được các tiêu chí đầu tư ban đầu hoặc khi thị trường có dấu hiệu bất ổn. Điều này giúp nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận đã đạt được và giảm thiểu rủi ro. Một trong những dấu hiệu quan trọng để quyết định bán cổ phiếu là khi ban quản lý của công ty có sự thay đổi lớn, đặc biệt là những người thay thế không có năng lực hoặc tầm nhìn như những người tiền nhiệm. Ngoài ra, khi một công ty không còn khả năng phát triển sản phẩm mới hoặc giữ vững thị phần, đó cũng là lúc nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra. Thứ 6. Những nhầm lẫn về cổ tức. Quan niệm sai lầm về cổ tức là một vấn đề mà nhiều nhà đầu tư mắc phải. Fisher giải thích rằng, việc theo đuổi cổ tức không nên làm mất đi trọng tâm vào tăng trưởng dài hạn. Ông cho rằng, cổ tức chỉ là một phần nhỏ của lợi nhuận mà công ty có thể tái đầu tư để phát triển và mở rộng kinh doanh. Fisher khuyến khích nhà đầu tư tập trung vào giá trị thực sự của công ty thay vì chỉ chú trọng vào khoản cổ tức nhận được. Ông cho rằng một công ty có khả năng tăng trưởng sẽ mang lại giá trị lớn hơn trong dài hạn so với việc nhận cổ tức ngay lập tức. Thứ 7. Những điều nhà đầu tư nên tránh. Fisher liệt kê rõ những lỗi phổ biến mà nhà đầu tư nên tránh để bảo vệ vốn đầu tư. Một số lỗi phổ biến bao gồm: 1. Không nên mua cổ phiếu của các công ty đang trong quá trình hình thành và phát triển. Công ty đang phát triển sản phẩm mới, quy trình mới hoặc tìm kiếm thị trường mới thường chưa có lợi nhuận và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công ty chưa trải qua 2 hoặc 3 năm thương mại hóa và 1 năm hoạt động có lợi nhuận thường không đáng để đầu tư. Những công ty đã ổn định, dù nhỏ, vẫn có dây chuyền sản xuất, doanh thu và đội ngũ quản lý ổn định giúp nhà đầu tư dễ dàng đánh giá hơn. Công ty mới có thể có những người lãnh đạo tài năng trong một số lĩnh vực nhưng thiếu kỹ năng ở các lĩnh vực khác, chẳng hạn như marketing. 2. Không nên bỏ qua các cổ phiếu tốt chỉ vì chúng chưa được niêm yết chính thức trên các sàn giao dịch, nhóm các cổ phiếu OTC. Các cổ phiếu OTC có thể mang lại lợi nhuận tăng trưởng tốt nếu có tiềm năng và nền tảng vững chắc. Thị trường OTC có thể cung cấp các cơ hội tốt cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ với điều kiện họ chọn đúng cổ phiếu và nhà môi giới.
3. Không nên mua cổ phiếu chỉ bởi bạn thích các báo cáo hàng năm của nó. Báo cáo hàng năm có thể phản ánh kỹ năng của một bộ phận quan hệ công chúng hơn là thực trạng của công ty. Nhà đầu tư cần tìm hiểu sự thật nằm bên ngoài các bản báo cáo màu mè và đánh giá công ty dựa trên các yếu tố cơ bản thay vì ấn tượng từ báo cáo. Thứ tư, không nên lo lắng khi chỉ số P/E quá cao. Chỉ số P/E cao có thể phản ánh tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Nếu công ty tiếp tục phát triển các nguồn lực mới để tăng thu nhập, P/E cao không nhất thiết là dấu hiệu của việc định giá quá cao. 5. Không nên quá quan trọng hóa mức giá nhỏ nhặt như 1/8 hay 1/4. Nhà đầu tư nhỏ nên mua cổ phiếu ngay nếu cổ phiếu đó thuộc loại tốt và có mức giá hợp lý. Các nhà đầu tư lớn cần thảo luận với nhà môi giới để mua cổ phiếu một cách khôn ngoan mà không gây sự tăng giá đột ngột và tính cạnh tranh. 6. Không nên đa dạng hóa quá mức các khoản mục đầu tư. Đa dạng hóa quá mức có thể dẫn đến việc không thể quản lý và theo dõi hiệu quả các khoản đầu tư. Đặt trứng vào quá nhiều giỏ có thể dẫn đến việc đầu tư vào những cổ phiếu không hấp dẫn hoặc không hiểu rõ. Đa dạng hóa vừa đủ giúp giảm rủi ro mà vẫn tập trung vào các khoản đầu tư có giá trị. 7. Không nên e ngại mua cổ phiếu vì lo sợ chiến tranh. Chiến tranh thường khiến thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, nhưng giá cổ phiếu thường tăng cao sau khi chiến tranh kết thúc. Trong thời kỳ chiến tranh, lượng tiền tăng lên dẫn đến lạm phát, làm giảm giá trị của tiền mặt. Nhà đầu tư nên mua cổ phiếu của các công ty có khả năng điều chỉnh cơ sở vật chất cho phù hợp với sản xuất thời chiến tranh. 8. Không nên sa vào những vấn đề không thật sự quan trọng. Đặt quá nhiều sự chú ý vào các con số thống kê tài chính và các bản báo cáo tài chính bề ngoài có thể gây sai lầm. Quan trọng là dự đoán thu nhập trong tương lai thay vì chỉ quan tâm đến các con số trong quá khứ. Tập trung vào những yếu tố quản lý và xu hướng kinh doanh hiện thời thay vì các mức giá cổ phiếu đã từng đạt được. 9. Đừng quên xem xét thời điểm cũng như giá khi mua một cổ phiếu tăng trưởng thật sự. Mua cổ phiếu không chỉ dựa trên mức giá hiện tại mà còn phải xem xét thời điểm mua để tối ưu hóa lợi nhuận. Nghiên cứu các dự án kinh doanh thành công trước đó để dự đoán thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. 10. Đừng chạy theo đám đông. Thị trường chứng khoán có xu hướng thay đổi tâm lý và nhận định theo thời gian. Các quan điểm tài chính về các ngành và công ty có thể thay đổi, dẫn đến sự biến động trong giá cổ phiếu. Nhà đầu tư nên tìm kiếm các cơ hội đầu tư dựa trên sự thật và không chạy theo xu hướng nhất thời của thị trường. Thứ 8. Tìm ra cổ phiếu tăng trưởng như thế nào? Fisher chia sẻ các kỹ thuật và chiến lược để xác định các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao. Ông khuyến khích nhà đầu tư phân tích các yếu tố như quản lý, sản phẩm và thị trường để tìm ra những công ty có triển vọng phát triển mạnh mẽ. Quản lý, đánh giá năng lực và tầm nhìn của ban quản lý. Sản phẩm, xem xét khả năng phát triển và cải tiến sản phẩm. Thị trường, đánh giá tiềm năng và sự phù hợp của sản phẩm trên thị trường. 9. Tóm lược và kết luận. Cuối cùng, Fisher tóm tắt các nguyên tắc và phương pháp đầu tư đã trình bày trong phần 1. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một triết lý đầu tư nhất quán và kỷ luật. Đây là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trên thị trường chứng khoán. Phần 1 của cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản về đầu tư mà còn giới thiệu những phương pháp cụ thể và thực tiễn để lựa chọn và quản lý cổ phiếu. Với cách tiếp cận khoa học và đầy tính thực tiễn, Philip Fisher đã truyền đạt những bài học quý giá cho các nhà đầu tư muốn xây dựng một chiến lược đầu tư bền vững và hiệu quả. Đoạn nội dung này đã được viết từ góc nhìn của một nhà đầu tư giá trị vào những năm 1950. Một số thông tin trong bài có thể không còn phù hợp với thị trường hiện tại. Anh chị có đánh giá gì về phần 1? Hãy để lại comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm những video hữu ích gửi đến các anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp các anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Kính mời anh chị nhà đầu tư đón xem series đọc sách cùng AZFIN lên sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.